tiết lộ đặc biệt về người đàn ông duy nhất có thể gần gũi và chăm sóc cho Kim Ngân hồi mới bị bệnh. Thời gian gần đây, Kim Ngân hoàn toàn tỉnh táo như một người bình thường, vui hơn khi nữ ca sĩ đã mở lòng, muốn tiếp xúc với nhiều người hơn. Chính vì thế, Kim Ngân thường xuyên nhắc tới những người bạn và đồng nghiệp cũ. Mới đây, đang trò chuyện vui vẻ với Thúy Nga, Kim Ngân tủm tỉm cười và nói, má hai cho con hát với Thành Lễ. Như một sự trùng hợp đặc biệt hay thật sự là Kim Ngân có giác quan thứ 6 thật? Vì Thúy Nga cũng mới trò chuyện với Thành Lễ và hẹn nam ca sĩ bữa nào sẽ gặp Kim Ngân để kể chuyện ngày xưa chăm sóc Kim Ngân ra sao. Ngày xưa Kim Ngân gọi Thành Lễ là anh hai. Thành Lễ chính là người đàn ông xuất hiện trong clip phỏng vấn Kim Ngân khi nữ ca sĩ mới bị bệnh. Kim Ngân hồi đó vẫn còn rất xinh đẹp với mái tóc dài. Tuy nhiên tính cách đã rất khó rồi, ít khi tiếp xúc với đàn ông. Vậy mà Thành Lễ đã thuyết phục được Kim Ngân đi cắt tóc. Còn được gần gũi nắm tay Kim Ngân đi dạo trên phố để quay phim nữa thì lại là một chuyện quá đặc biệt. Tò mò về con người này, sau khi tìm kiếm trên mạng xã hội, góc nhìn showbiz đã vô cùng bất ngờ về cuộc đời đặc biệt của nam ca sĩ Thành Lễ và những câu chuyện ít ai biết cuộc sống của anh hiện tại nên chúng tôi muốn chia sẻ đến quý khán giả. Chắc chắn khi nghe xong quý vị sẽ hiểu được lý do mà Thành Lễ lại là người đàn ông duy nhất được chăm sóc cho Kim Ngân khi mà ai cũng biết thời điểm đó nữ ca sĩ mới bị bệnh và rất ghét lại gần đàn ông. Thành Lễ không phải là một nghệ sĩ lớn trên các sân khấu ca nhạc biểu diễn, nhưng anh là một nghệ sĩ đặc biệt. Anh là diễn viên tạp kỹ hiếm hoi trên sân khấu ca nhạc hải ngoại. Và đặc biệt hơn nữa bởi vì anh tạo nên chương trình có tên Ngọc Trong Tim và là người mang những tài năng khuyết tật trong và ngoài nước đến với các sân khấu lớn. Mình có một người chị kế bị dị tật bẩm sinh từ lúc mới chào đời. Chị chỉ có cái đầu, còn thân mình thì bé xíu. Mình vẫn nhớ hoài con nít trong xóm cứ trêu chọc chị là quái thai. Chị mất năm 22 tuổi, trong dáng dấp của em bé 6 tháng. Hình ảnh đó cứ khắc ghi trong ký ức Thành Lễ. Ngày đám tang mẹ anh năm 2008, tại Nha Trang, anh hứa với lòng phải làm điều gì đó có ích cho đời. Và điều mà Thành Lễ muốn làm là tạo ra cơ hội cho những người khuyết tật. Tuy nhiên, quan niệm của Thành Lễ là không mang đến cho cuộc đời hình ảnh tội nghiệp, đáng thương của người khuyết tật để kêu gọi lòng thương xót, mà hãy để mọi người nhìn người khuyết tật ở khía cạnh tài năng của họ để thấy rằng, dù bị tật nguyền, họ vẫn mang lại cho cuộc sống những giá trị nghệ thuật nhất định, như nhiều người bình thường khác. Thông điệp đó, tâm nguyện đó của Thành Lễ được ca sĩ Như Quỳnh cùng với đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc và nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt ủng hộ. Tuy nhiên, thuyết phục được những khuyết tật có tài chịu bước ra sân khấu không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì không ai muốn mang cuộc đời họ ra để cho người ta thương hại hết. Nhưng quan niệm của Thành Lễ về hình ảnh tích cực của người khuyết tật đã cho lôi kéo được họ. DVD Ngọc Trong Tim một ra đời năm 2009 với sự giúp đỡ nhiệt tình của các ca sĩ. Không một ca sĩ chuyên nghiệp nào nhận thù lao. Chỉ có ca sĩ, nghệ sĩ khuyết tật mới được trả thù lao. Trung tâm Thúy Nga góp thêm một bàn tay trong công việc này khi nhận đứng ra làm người phát hành, cùng sự hỗ trợ của nhiều ân nhân khác. Ý nghĩa nhân bản từ cuốn DVD Ngọc Trong Tim một khiến một số nhà hảo tâm khác liên lạc với Thành Lễ, giúp anh chi phí để thực hiện tiếp DVD Ngọc Trong Tim 2 và 3, cũng như giúp thêm điều kiện để Thành Lễ có thể đưa được hai tài năng khuyết tật Thủy Tiên và Hà Dương từ trong nước ra trình diễn trên sân khấu. Khi DVD Ngọc Trong Tim 2 ra đời thì nhóm cũng chính thức được thành lập, với nhóm trưởng là nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt. Vì chỉ có người khuyết tật mới có thể làm người lãnh đạo của người khuyết tật vì họ mang được tâm tình của người cùng cảnh ngộ. Thành Lễ cho biết, từ một nghệ sĩ được không ít người biết đến khi còn đứng trên sân khấu trong nước, thế nhưng phải bắt đầu kiếm sống từ những công việc lao động chân tay như đi rửa chén, dọn cầu tiêu cho nhà hàng, rồi làm cho một công ty phục vụ thức ăn cho các hãng máy bay. Khi mới sang Mỹ năm 1991, thực sự là một cú sốc đối với Thành Lễ. Sốc đến nỗi mình hứa với lòng là sẽ bỏ hẳn sân khấu, không bao giờ mở TV ra xem bất cứ chương trình gì có dính đến sân khấu nữa. Thành Lễ nhớ lại, bỏ qua một bên quá khứ của ánh đèn sân khấu, anh chỉ có một tâm niệm duy nhất trong những ngày tháng đầu tha hương nơi xứ người, đó là dù không thành danh cũng phải thành nhân.
Anh tập trung đi làm để kiếm sống bằng những công việc khác nhau, không liên quan đến nghệ thuật biểu diễn trong vài năm. Suy nghĩ là vậy, nhưng tự trong lòng, nghiệp hát hò vẫn đeo đuổi anh, cho nên thỉnh thoảng cuối tuần có ai kêu đi hát đám cưới mình cũng đi. Đến năm 1995, qua lời giới thiệu của những người quen biết, Trung tâm ca nhạc làng Văn mời Thành Lễ cộng tác. Theo lời tâm sự, lần đầu tiên được trở lại sân khấu hát chung với ca sĩ Tuấn Cường, Thành Lễ không có được cái cảm giác sung sướng, rộn ràng, xúc động, mà trái lại tủi thân lắm vì không ai biết mình hết, quần áo đẹp mình cũng không có, thấy lẻ loi, mặc cảm lắm. Tuy nhiên, đó cũng chính là thời điểm anh nhìn ra được niềm đam mê của mình là gì, tình yêu của mình là gì. Anh quyết định bằng mọi cách phải trở lại sàn diễn. Để nuôi dưỡng niềm đam mê đó, Thành Lễ phải chuẩn bị cho mình những công việc khác để kiếm tiền nuôi tình yêu sân khấu này. Anh kể ban ngày mình ghi danh đi học luyện thanh luyện giọng, học nhạc ở trường cao đẳng, buổi tối đi hát ở mấy quán bia ôm, quán bar và làm thêm đủ thứ việc cho đài truyền hình của bác Lương Văn Tỷ. Nói chung là làm đủ thứ có thể đi hát, vì hát không có tiền. Sau một năm không được ký hợp đồng tiếp với làng Văn, Thành Lễ chuyển qua làm việc với Trung tâm Thế giới Nghệ thuật. Mỗi lần vô được một trung tâm nào cũng bầm dập hết, anh nói. Theo lời khuyên của ông chủ đài truyền hình Lương Văn Tỷ, nên đi về sở trường, đừng đi sở đoản. Thành Lễ quyết định chọn con đường tạp kỹ. Dù tốt nghiệp trường kịch, nhưng trên sân khấu lâu nay thì lại là ca sĩ. Anh đi học thêm về kịch câm, múa rối, ảo thuật, xiết, hát, múa, chuẩn bị thêm cho hành trang của mình. Cơ hội nghề nghiệp đến với Thành Lễ thực sự là từ năm 1996, lần đầu tiên được mời đi diễn xa ở Seattle. Trong đêm đó, mình được hát chung với Như Quỳnh và anh Tú, mừng và vui đến nỗi tối không ngủ được vì thành công, vì thấy khán giả thích mình. Trong lúc người ta ngủ trong phòng, mình cứ chạy vô phòng vệ sinh để mà nhớ lại giây phút trên sân khấu được khán giả đón nhận, mừng đến khóc luôn. Anh tâm sự, phải thực sự yêu nghề, chứ không phải chỉ thích thôi đâu, thì mới có thể bằng mọi cách tìm cách bám nghề. Có một kỷ niệm mà Thành Lễ cho rằng suốt đời không quên, đó là lần đi diễn 5 chương trình ở châu Âu với tiền thù lao là $500. Đó là số tiền rất thấp, nhưng mình vẫn đi, vì có đi diễn thì người ta mới biết mình. Tuy nhiên, không ít lâu sau đó, Thành Lễ biết rằng họ cho mình diễn nhưng không có trả tiền. Số tiền đó là của Như Quỳnh. Cô ấy kêu bầu sâu trích tiền thù lao của cô để trả cho mình vui. Sau những năm tháng hát lót, hát ri gì cũng hát, giờ đây Thành Lễ cho biết anh đã được trả đúng với vị trí của mình từ cơ hội do ca sĩ Như Quỳnh mang lại, và hơn hết là từ chính tài năng của anh. Anh chia sẻ, nếu mình làm việc thiện từ tâm, mình sẽ gặp may mắn. Giờ đây dường như người ta không còn nhớ Thành Lễ tạp kỹ nữa, mà chỉ nhớ Thành Lễ Ngọc trong tim nhiều hơn. Quả đúng như vậy, Ngọc trong tim đang càng lúc trở nên quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những ai có mối quan tâm đến người khuyết tật. Và như một lẽ rất tự nhiên, nhắc đến Ngọc trong tim là phải nhắc Thành Lễ, hay ngược lại, Thành Lễ là Ngọc trong tim.